Yếu tố số 4 đó là hãy chọn người giỏi để đồng hành. Yếu tố số 4, bí quyết số 4 đó là các bạn hãy chọn cho mình một người mà các bạn thấy tuyệt vời nhất, họ có kết quả, được chưa nào? Và họ đang làm tốt, chọn cho mình một người đồng đội để mà đồng hành. Hãy comment cái điều này ngay lập tức và sau đó Tara sẽ giải đáp cho các bạn là tại sao mình lại cần phải làm cái điều này. Hãy chọn cho mình một cái người đồng đội, hãy chọn cho mình một người sếp, hãy chọn cho mình một cái người bạn bán hàng tốt nhất, đang bán hàng tốt nhất, được không nào? Để đồng hành cùng với họ, để họ chia sẻ cho mình, hãy chọn cho mình một người đồng đội tuyệt vời, một người đang bán hàng tốt nhất, một người đang có năng lượng cao nhất để mà mình đồng hành cùng với họ, để họ dẫn lối chỉ đường cho mình, hãy chọn cho mình một người đồng đội. Hãy comment đi ạ, hãy comment chọn cho mình người đồng đội. Một số các bạn nói là overnight luôn. Overnight. Nha, hãy chọn cho mình một người giỏi để đồng hành. Đây là cái điều mà Tara nói thật. Đó là gì ạ? Đây là cái phương pháp nhanh nhất và cũng giống như Jim Jones đã nói, đó là gì? Thu nhập của bạn bằng trung bình của 5 người mà bạn hay gần gũi nhất, hay chơi nhất. Cho nên là gì ạ? Phương pháp này lại tiếp tục được lặp lại, đó là hãy chọn cho mình một người đồng đội giỏi, một chọn cho mình một người thầy. Người đó bạn có thể là người thầy, người đó có thể là người bạn của bạn. Hãy chọn cho mình một người đồng đội để mình làm việc. Ok, hãy chọn cho mình nha. Hãy chọn cho mình. Tại sao lại yếu tố này? Vì sao? Vì các bạn biết đấy, khi mà một cái người mà họ vẫn đang làm tốt, điều đó chắc chắn họ phải có kinh nghiệm. Và điều đó chắc chắn họ phải có một cái năng lượng tốt. Và điều đó chắc chắn họ sẽ là một trong những cái người mà có thể hướng dẫn lại được bạn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là người đó sẽ là cái người mà có thể bạn sẽ nhờ được khi mà bạn đang gặp khó khăn. Ví dụ ta nói cho các bạn nghe một cái điều đó là gì ạ? Đôi khi ấy, ví dụ như các bạn môi giới nhé, ta đang nói thật, mình không làm ấy thì làm sao mà gì ạ, mình không mở miệng ra thì làm sao mà người khác có thể giúp đỡ các bạn được không nào? Tại sao Tara lại nói cái điều này? Vì nó có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là người đó có thể chỉ mình, người mình đi làm theo người đó. Ví dụ như người đó bán sản phẩm A, mình cũng sẽ bán sản phẩm A vì mình hãy tin đi, vì họ đang làm bán hàng tốt thì họ sẽ có kinh nghiệm để lựa chọn sản phẩm cho cái yếu tố số 3, đúng không nào? Và đồng thời họ cũng sẽ gì ạ, trong những cái buổi nói chuyện mình phải bắt chuyện với họ và mình hãy song hành cùng họ xem họ làm cái gì và mình sẽ làm cái đấy. Người ta nói là follow ấy, được chưa nào? Follow như vậy thì sao ạ? Thì các bạn sẽ là gì ạ, rất dễ để đạt được cái quả, cái đích, được không nào? Và đây là một trong những cái điều mà tuyệt vời nhất, vì khi mà năm 2010 Tara cũng đã chọn cho mình một người đồng đội tuyệt vời, chọn cho mình một người gọi là gì ạ, là một người anh của cái việc mà đã đi trước và hướng dẫn cho Tara. Và Tara thấy rằng là gì, họ bán cái sản phẩm nào thành công thì sao ạ, khi mà mình tham gia cùng với họ thì mình cũng đã bán được hàng, vì niềm tin nó được lan tỏa, được chưa nào? Cái người đó họ luôn luôn có một cái sức mạnh bên trong và một niềm tin mãnh liệt để mà kéo mình. Vì cuộc đời của chúng ta, con người của chúng ta không phải lúc nào của chúng ta cũng có thể tự động làm thay đổi được, tự động làm động lực được cho mình. Cho nên là nếu như các bạn mới là đang là những người bắt đầu và đôi khi chúng ta đang bị chật vạch bởi cái việc đó là gì ạ? Tự làm động lực được cho mình thì chúng ta hãy tìm những người đấy. Vì đấy là những cái điều tuyệt vời. Người đấy còn sẽ có năng lượng để mà kéo được mình. Thứ hai nữa đó là gì ạ? Người đó họ sẽ có kỹ năng để lựa chọn cái sản phẩm tốt và việc của mình chỉ đi theo họ để bán những cái sản phẩm đấy mà thôi. Và yếu tố số 3 nữa mà Tara nói thật với các bạn đó là gì ạ? Đôi khi nếu như chúng ta chơi thân với nhau nhá, mà một cái người kia đang bán hàng tốt, thậm chí đó là gì, mình đang không có thu nhập đi chẳng hạn, thì đôi lúc chúng ta cũng cần phải hỗ trợ, hỏi mượn họ. Ví dụ như anh ơi, anh có thể cho em mượn 10 triệu được không? Tháng này em chưa bán được, nhưng mà em sẽ bán theo sản phẩm của anh, sản phẩm của chị, đúng không nào? Sản phẩm của anh hoặc của chị, được không nào? Và em cam kết với anh rằng là gì ạ? Em cũng sẽ bán được hàng. Trong tháng này em bán được 1 giao dịch, 2 giao dịch là em trả tiền anh ngay. Vì đôi khi đó là gì? Cái việc mà tài chính của chúng ta không có ăn hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn. Nếu như chúng ta đã có một cái chỗ nào đó để chúng ta mượn rồi thì điều đó là điều quá tốt. Còn nếu không thì cái người mà chúng ta chọn đồng hành cùng với họ và chúng ta đi theo họ, chúng ta follow họ thì đôi khi họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta về tài chính. Được chưa nào? Các bạn có đồng ý với điều đó không? Và các bạn nếu như các bạn thấy rất đúng về điều này thì cả ba cái yếu tố mà Tara vừa chia sẻ cho các bạn và các bạn thấy rất đúng thì hãy comment là rất đúng. Tại vì trên thực tế, ngay kể cả trước đây khi mà
Tara đã là người thành công rồi ấy, thì sao, Tara người bán hàng nhiều rồi, thì những cái người đồng đội của Tara, những một số những người em của Tara cùng em là vì sao ít tuổi hơn Tara, khi bán hàng cùng đấy thì sao ạ, họ không có tiền, là hoặc là thậm chí là giao dịch chưa về, hoặc là họ đang kẹt gì đó, họ hỏi mượn Tara tài chính, thì Tara vẫn sẵn sàng để cho họ mượn. Thực sự nó là như vậy. Và khi mình cho họ mượn như vậy ấy, thì đó lại là cái câu chuyện là gì ạ, giúp cho họ có động lực hơn nữa để trả nợ. Và giúp cho họ đó là gì ạ? Giúp cho họ giữ vững được rằng là à, bây giờ tôi đã có được cái khoản tiền, tôi không phải bị lo chủ nhà đuổi và tôi, hay là tôi không phải lo là tôi không có tiền ăn trưa mỗi ngày, mỗi tháng, hàng ngày chẳng hạn. Thì đây là cái điều mà tuyệt vời nhất mà ta đã khuyên cho các bạn đừng ngại. Con người chúng ta luôn luôn có muốn một cái tâm tư đó là gì ạ? Muốn giúp đỡ những người khác, và những người thành công luôn luôn có một cái tư duy là như vậy. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng về điều đó và hãy chọn cho mình một người đồng hành. Ngay ngày hôm nay nếu như bạn đang chưa có một người đồng hành thì hãy chọn ngay lập tức cho mình một người đồng hành, nhìn xung quanh mình xem ai là người tốt nhất, đúng không nào? Ai là người bán hàng tốt nhất, và mình hãy lựa chọn họ ngay lập tức để đồng hành cùng với họ. Và mình hãy mở lời trước nè. Tại vì chúng ta đừng có ngồi đấy chờ người kia để kêu gọi, không có ai để kêu gọi các bạn đâu ạ. Các bạn đang là người cần thì các bạn hãy tìm đến, được không nào? Và đây là một cái điều mà Tara đã áp dụng trong thời gian trước đó. Cũng giống như sau này có những cái người em mà những người bạn bán hàng cùng với Tara, khi nhìn thấy được điều này thì sao ạ? Họ đã follow cùng với Tara, và thậm chí đó là gì ạ? Tara cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ họ lại. Có những người đó là gì? Họ vào trong Sài Gòn với hai bàn tay trắng, nhưng mà Tara đã hỗ trợ giúp đỡ họ khi mà họ vượt qua được cái đỉnh điểm của 6 tháng rồi. Thì câu chuyện ngược lại đó là gì? Họ đã có được cả một cái chân trời của tương lai, và họ đã có một cái thu nhập tốt, và bây giờ các bạn ấy đã đủ lông đủ cánh, các bạn ấy đã có thể mua được nhà ở tại Sài Gòn này rồi các bạn ạ. Cho nên đây là một cái điều mà Tara muốn chia sẻ cho các bạn. Đúng rồi.